Thế con xe trị giá nhá, đừng nói linh tinh nhá. Rồi. Xe này của anh phải trị giá 90 triệu bản độ. Bản độ cao nhất thì ở Việt Nam này, có này. Xe này. Anh chưa có một con xe này. Đẹp bằng con xe này. Tôi xong xe tôi dịch ra đây. Xe. Hất luôn vào. Không, từ từ. Con phải làm xong clip. Clip gì? Đốt đốt. Lấy giấy tờ xe ra. Đốt lấy giấy tờ xe làm gì? Đốt. Đó, cái những giấy tờ là. Đấy. Tía xong rồi đấy. Ui, gì đây? Đây nhá, quay xem cái xe nó đẹp nhá. Quay, nhìn cái chất lượng xe. Đúng rồi, xe đẹp, xe đẹp. Thấy xe đẹp chưa? Quay như xe đẹp. Ui, tiếc cái mũ đéo ấy. Không tiếc. Quay đi, không được tiếc. Nhìn cái xe lét chưa? Đấy, đi Betty quay lại. Được rồi. Xe thì mẹ ngoại nhập ý về, xe đẹp chưa? Ít mẹ nó vừa rồi trên mạng nhá, mấy cái thằng là xin lỗi với anh em nhá, mấy thằng ấy ở trên mạng là giả vờ đốt xe. Tung lên mạng nhá là không có bản lĩnh. Còn riêng Toản này nhá, Toản dâu rồi đã lói là làm. Thích đốt bằng được, mà thích đập thằng nào đập bằng được. Rồi rồi, anh nói nhiều thế. Không, trước khi đốt phải nói, vì xe rất yêu quý của tôi. Quay là trước. Cho anh em cả nước là nhìn là xe nó đẹp. Được rồi. Là. Số đuôi thất bát này quay đằng trước kia nào. Rồi, quay đằng trước rồi cho nhìn thấy con xe nó đẹp với mức độ nào chưa. Sáng choang chưa. Rồi anh ngồi đấy, anh giới thiệu đây hiếm chưa. Ông ngồi đấy đốt cả người luôn. Thì nói anh em nhá, con xe này là tôi độ đốt 1 năm mới thành, mới xong con xe này. Mua từ Ý về nó trị giá 90 triệu, nhưng mà mấy thằng em này nó lại đố sư huynh à, đố huynh dám đốt con xe 90 triệu. Em làm đệ tử cả đời, thế thì lỗi phải làm rồi. Địt mẹ tôi đốt con xe này cho chúng mày làm đệ tử cho tao cả đời nhá. Xăng không đâu, bị xăng không? Mấy thằng kia đổ nước lã như đây, đổ xăng rồi anh em. Mở đổ nhiều xăng để nó lỗ đấy. Đốt chạy đấy. Yeah. Anh chó ơi, xong mấy cái xe anh em mình ra đâu đâu xe ta. Đâu thêm dơ cơ. Không bao giờ làm xa là tránh xa nó lỗ. Tránh xa nó lỗ đấy. Mở bị xăng chưa? Mở bị xăng chưa? Mở bị xăng rồi, tránh xa nó lỗ. Cầm đây. Tắt nó đi. Không tắt nó đi. Đốt thì sao tắt được nữa. Đây là một đốt xe là đốt thật. Ôi ơi, bi. Nhưng mà tao dám đốt xe. Ôi. Ôi sao tự nhiên thế này? Thế kia rồi làm nào? Chửi gì? Chửi. Nó nói là phải làm với anh em thì độc nó hơi. Nhưng mà làm sao mà lại đốt? Đốt xe chơi. Chơi. Trên mạng tung lên là đi mẹ tung giả vờ đốt, anh đốt con 90 triệu anh đốt chơi. Đốt đây mà là dám đốt. Mua con khác. Bây giờ. Không anh không chơi đá, không ngáo đá. Gì mà tắt nó đây. Bị. Tắt được tao. Tắt nó chết đi. Đi bẻ xăng vào mới đốt là đốt. Đi mẹ thằng nào vỡ lợ rồi. Ui trời, thằng nào đây là giấy tờ này, mà chúng nó ghi lợ cho tao, thằng nào vỡ lợ rồi đó. Không dập được nữa rồi. Ôi giả là đi mẹ đốt rồi, dập đi. Đi mẹ đốt rồi, không dập được. Cấm dập. Ui, đi mẹ cháy to hơn. Không được dập, không được anh em mình xin 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 đốt xin 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 đốt xin 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 x
ui chưa, sẵn sàng mình sang đó. Bà kia không dám về. Chạy sao lỗ thật. Chạy sao không mà đứt đoạn là giả vờ nhá. Được. Cái việc gì phải giả vờ? Đi mẹ. Vỡ lợ thì cũng vỡ lợ rồi. Mày là tung mạng mày chơi làm sao mà phải đốt. Ui thì mẹ cháy to quá cho mày ơi. Nổ đây, nó nổ đây. Nổ đây, cháy ra. Nổ đây. Cô nó tưng đà kìa. Chập mình. Ui trời ơi. Chập mình nó nổ đây. Chấp bình. Ui, đi ra. Đây. Đây mới là đi mấy ảnh mày đốt thật. Mày góp, mày góp. Xe vấn đề. Chập đè đè bơm. Xe của buồm. Xe của buồm đây, mới quay thôi, tí em đăng sau. Quay vào chưa? Đó đốt ra này. Tao sẽ nhét mấy cái thằng mạng của tung giả vào đốt rồi. Thế giờ anh đốt thật. Ờ, đi mẹ mày, mấy thằng này nó không có bản lĩnh. Ôi trời ơi. Trong giang hồ là chấp nhận lỗi mà làm. Quay nghỉ ngút. Mẹ mày lỗi mà không làm mày lỗi gì. Đấy, đấy. Lỗ lốp. Lỗi là phải làm. Anh. Ui giời. Bà kia không dám về. Cái thằng này trên mạng tung là địt mẹ đốt, không dám đốt. Tự nhiên địt mẹ đổ nước lã, đốt làm gì, đổ xăng thật, đốt mẹ đi. Không nên là địt mẹ trong giang hồ, không nên nói mà không làm, nói làm. Nói là phải làm nhá. Nên nhớ anh em thế. Ok. Không nói thôi. Đặt gốc. Quay gần vào. Sao lỗ đi. Quay gần vào. Trong hai cỏ đẹp kia đó thì nhà mày 1 triệu rồi. Đúng rồi. Cái pho thì không ra thì làm gì nữa. Hay có điện pho. Quay gần vào. Ừ. Tin gì thì nhà đồ. Tin 10 triệu bạc. Tiếc gì. Tí nhà chở đi em bán sát cụ. Để đấy. Mày à cứ để nguyên đấy. Không. Vứt đi rồi. Mấy ngày rồi. Mấy ngày liền. Tí em tua nước rồi em đi bán sát cụ. Việc gì là phải đi bán sát vụ. Thôi anh đi về đi. Không, để cho nó quay phim chơi thì phải bán sát vụ. Bao tiền này được thước phim hay này. Đó. Phim này bán bao nhiêu bản quyền đấy. Đốm. Cái gì có gì nữa mà nổ. Nổ kìa. Tháo sao bình xăng chưa? Mở lắp chưa? Rồi, kéo cao rồi, lỗ thì lẫy giờ là... Tháo lắp rồi. Nó cháy cổ rồi. Giờ đi làm gì quán ra ngay. Cứ quay hết clip. Quay clip đấy mà. Chết hết này, đốt này đấy. Nói anh em này. Có đúng là làm thật chưa? Đã gốc. Từ trước giờ mấy thằng trên mạng tung lên không dám đốt luôn. Con xe rất yêu quý đốt mẹ luôn. Bởi vì là nhưng mà có cãi nhau vợ không? Không. Đó. Có cái việc gì khúc mắc ở đây cả. Không chỉ có việc khúc mắc là mấy cái thằng trên mạng tung lên không dám đốt.
con xe này tôi đỗ là gần 1 năm mới xong. Có quá lắm luôn. Cái bản giá cái xe này cực đẹp, cái quay thì bắt đầu nhìn xem con xe này là quái thú rừng Amazon. Một mình nữa. Ở Bắc Mỹ nhập về không có một con nào thứ hai, các bạn xem là các bạn biết. Nhưng mà toàn đốt. Đấy, đốt ngay bản vẽ của mình. Đây nha xem. Em còn tưởng hắn nó sẵn đi bơm nước rồi. Chào em của anh nhá. Quần của gà cửa ấy không bán đâu. Không bán là sao được? Đó. Không bán. Chung gà không bán là xe lắm đó. Lại ông ấy chuồng gà ấy về 40 cơ mà. Không bán. Ui giời. Lại em đi. Không. Để chỗ ấy. Không. Không để được. Bây giờ thì nhiều người bảo thế này là vỡ lòng rồi. Chán đời rồi. Ngáo đá. Là ngáo đá thì cực thông minh luôn. Đang nào đây? Đã anh không đi. Chẳng chưa? Chẳng chơi lỗi tiếng nhất để làm đây rồi. Quay xong chưa? Xong rồi. Xách đầu xe quay về, quay quên cái đống đống cháy rồi đi. Cái mẹo á, rồi em nhanh về nhá. Rồi, ok. Xong chưa? Xong. Cút. Cút. Rồi, thế nào? Lai về. Em lấy xem nhanh rồi. Ừ. Ok. Anh chờ. Trưởng ơi, ở nhà có xe bùa nào không? Anh kéo anh mang này đi anh bán. Đúng rồi, xong rồi thì muốn thằng nào bùi nào lấy. Máy bao tiền. Thế thôi, anh chở máy đi.